Và lối ghi biểu ở đón chào bằng một câu. Thôi sao rồi anh Tú này. Đấy, rồi bỏ luôn, bỏ chạy, đừng đi khác đi. Ừ đúng rồi, chuẩn. Ra ngoài đi, tao bắn trong rồi cho. Cái. Chuẩn nhá. Đừng. Ờ, nghe không công bằng lắm. Ôi bên. Đây bỏ á. Tao bị loạn, bom nổ. Chán quá. Mày hiểu cảm giác của tao chưa? Chơi con này chán quá. một móc đi. Điều hòa tôi hỏng hay sao, hay là cái không khí ở trong phòng này nó nóng hơn bình thường sao nhá? Đặt bom yếu, hồi sợ. Bom mỏ yếu ơi. Thở. Chú vừa nãy thở rồi mà. Hôm nay đủ thở. Chú vừa nãy thở lắm, hôm nay yếu. Trường có đâu, đang góc bên phải á, À đủ thứ luôn. Ngay dưới chân. Chơi rồi. Hết đạn. 30. Last one. Trong xa. Thấy đâu súng. Ngay trước mặt mày luôn sang đây. Nó đâu rồi. Bỏ trường. Đây rồi. Tao đang định bỏ trường là tao bắt nó. Ném cái mắt ta. Trước. Ê bọn mày có biết là khi mà bị ban trên YouTube ấy, ai mà bị ban thì chỉ mình người đấy thấy comment thôi, không ai thấy cả. Ừ, một mình bạn ấy comment, một mình bạn ấy nói chuyện trong thế giới riêng của bạn mà. Không một ai thấy. Ngầu. Tao rất nó là tự đăng một tàng hình chứ không phải là ví dụ Facebook. Nó là một tập Black Mirror. Ngờ ổn được tao. Mẹ phải ngờ bố cho 5 triệu. Ơ đâu rồi? Bên phải. Con chó này gắn motor vào đít à? Cẩn thận trước mặt mày vào đây. Nó bay ạ. Nó cloud xem sang sai hả? Thôi sang rồi. Mẹ ơi, chạy đi. Ơi, chạy phát rồi. Đừng để nó giết. Đúng. Cứ chạy đi luôn. Chạy thẳng luôn. Chạy đi. Cầm dao chạy lên. Đúng rồi. Máu tao nhiều lắm. Gơ đi lâu rồi. Hay ơi. Đau quá. Tao cầm một cái xác, Yêu ho có. Ôi từ. No way. Của tao. Ốc. Cho mày bắn line up à? Ồ, line up bay con mẹ ra city rồi mày ơi. Yeah. Đâu. Tao ở đâu đến trời nó bay một vòng ra tận đằng sau kìa mà. Mày có ước không? Thách nó vào được đường này. Nó vào rồi. Hai thằng ngon. Tao làm được sao mày? Tao không làm được sao mày? Đây con này một máu thề. Đừng sợ. Hay đấy chứ. Bên trái. Ừ. Ê tao bảo mày ulti vào người mày xong rồi cỡ bom. Đủ máu đâu. Duy ơi. Điều mẹ ơi. Vừa nãy nó quay nhà tao nó làm tiểu phẩm. Nó bảo tao gửi nó 120 xong cầm luôn mà. Nó giải làm shipper kêu xin 120 từ ship xong cầm luôn. Không phải là tiểu phẩm đâu, thực sự nó đã đi ship cho mày á. Hiểu móc được đấy. Ok. Bên có ạ. Gỡ luôn. Ôi dồi. Gỡ luôn. Một city gỡ luôn, bảo hoàng gỡ luôn đi. Tao gỡ này. Gỡ luôn. Stick. Ai yếu ơi. Đi chết. Tạm biệt anh, em sẽ không bao giờ coi CKG nữa. Tại có sắc cục thôi mày. Bắn, có người. Oh shit, cái gì? Tại sao tao có phản đổ đây? Tao ra bảo nhặt cục ấy. Tao có phản đổ. Cái cục là tao cục được. Hôm nay mới là sống đi. Chạy thẳng về đây. một shot. Sao lưng mày yếu ơi? Thầy Duy ơi. Sao lưng mày ơi?
Tao hạ được rồi. Trong thùng, cạnh thùng, nó không chạy đâu. Kê rồi. Đừng nhảy xuống, Yeah. Thằng Joru gần tao. CD. Mua tai nghe gõ gờ đi. Nhân đạo ơi, đây là do cái cách phát âm mùng miệt nhá, không phải là đọc sai đâu ạ. Vâng ạ. Đang chịu không cảm. Ôi. Tại sao tao không có ghi gõ gờ? Sao anh Hiếu livestream TikTok cũng bật hình ảnh gì để mỗi tiếng là sao Hiếu? Là bị ban á. Ờ tao tưởng nó kể nó bị ban từ lâu lắm rồi mà. Tao lại bị ban rồi. Chỉ có YouTube mới chưa nổi Hiếu mà nó thiệt. Wow, Duy kiến. Duy. Giờ cả Trung Quốc biết địa chỉ nhà tao. Tao nên ra nhà sống thằng cu kia ông ta. Có. Chụp bạch ti của thằng Duy đi. Được đấy. Tất cả luôn nha. Luôn đây. Lại. Tôi đã thật sự dừng lại. Hey, mẹ tân nhắc thằng nào đấy? Có một đợt bọn tôi ngày nào cũng chụp ảnh ti gửi ông Duy tại vì thằng chó ấy quá hấp. Và đấy là trừng phạt của nó nhưng mà có vẻ nó không được phạt cho lắm. Tao nghĩ đấy là phần thưởng cho nó hơn là phạt. Mẹ xe chụp đấy với. Xe đấy. Tiếp Hiếu ơi, mày còn một chó nữa Hiếu ơi. Để tao Hiếu ơi. Sợ gì không? Mày sợ gì ấy? Tao Hiếu ơi. Hiếu ơi, shut the fuck up Hiếu. Hiếu ơi. Đây. Nút is the replay, tao đang để trên tay. Phật ơi. Tao đang để trên tay. Đấy rồi. Và tại sao Hằng Long lại gửi anh Tây cho tao? Roll trước. Mày tao đứng chỗ hiểm, mày ơi. Đây là một quả súng. 120 Viper. Hai swing. Hai. Cái này con đấy. Winnable. Một máu. Tốt. Bài flick. Thằng này vừa chuyển sang qua con flick hay sao ấy. Chùa. Ping bom hai cháu. Yêu. Đấu luôn Thiếu ơi, Mày đứng elbow đẹp hơn nào thôi. Ừ. Thấy không? Đúng rồi đấy, nó móc ấy. Chạy về cứu Thiên Lưu, chạy về hỗ trợ Thiên Lưu. Tốt. Đấy em ơi. Bắn ba. Căng thật. Thầy Hiếu ơi. Cuối đi cho nó. Con mẹ backside. Đây Hiếu ơi. Ôi, không kịp luôn nhảy vào. Lỗi quá nhờ. Khỏi chạy. Có chạy được. Ôi, đừng đầu đi ngồi. Con mẹ mà nó bắn. Ôi. Thầy quá Hiếu ơi, nhà là cổ ốp nha. Bình tĩnh. Ờ, thằng Joru ở đâu đó ấy. Đây này. Bên đây lưu lại. Bây giờ tao bắt được rồi, Mẹ rồi, tao lục. Đồ. Chơi đi. Dẹp tao bắn đi. Bắn đi nào. Chơi đi. Yeah. Bên đây lưu lại.